Chào mừng các bạn đến với video review các sản phẩm của Vinmark. Và ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu cho các bạn một chiếc máy dập miệng hộp với model là VM2021. Với chiếc máy này thì chúng ta sẽ sử dụng trong thực phẩm. Mình sẽ cùng xem qua máy và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vận hành chiếc máy này. Đây là máy của chúng ta. Mọi người có thể nhìn thấy ở đây là toàn bộ là bằng inox, rất là dày dặn và dễ dàng vệ sinh trong quá trình sử dụng. Bên dưới này thì ở các cái chân thì sẽ có gắn cái mút cao su để trong quá trình chúng ta vận hành thì máy sẽ được nằm im một vị trí ạ. Chiếc máy này thì là mình sẽ sử dụng bán tự động. Cái phần phía đằng sau này là phần mà chúng ta sẽ cuộn lên cái cuộn màng mà sau khi ni lông được dập vào miệng hộp rồi. Còn phần bằng trước đây thì là cái phần mà chúng ta sẽ gắn cuộn màng lên đây. Rất dễ để thay đổi cái cuộn màng này. Khi mà mọi người mua máy thì Vinmark sẽ hướng dẫn mọi người. Và trong quá trình mình sử dụng, nếu cuộn màng này hết thì mọi người hoàn toàn yên tâm là Vinmark có cung cấp cho mọi người luôn ạ. Một giờ chúng ta có thể dập được từ 350 đến 400 chiếc hộp. Và ở đây thì mình đang review cho các bạn kích thước của miệng hộp là 14x20. Thì tất cả những cái chiếc hộp đấy các bạn để vào đây, khi mà các bạn dập thì nó sẽ fit. Tùy vào những cái cuộn màng này mà mình dập cũng như là những cái hộp thực phẩm mà mình dập mà mình có thể điều chỉnh được nhiệt độ từ 0 cho đến 400 độ C. Thì ở đây là bảng điều khiển của chúng ta. Đây là nút khởi động này. Khi mà các bạn cắm điện thì các bạn sẽ khởi động ở đây, bật nút nguồn ở đây này. Ở đây là mình đang để chế độ bật nhá. Ví dụ như máy khi máy đang tắt này, mọi người bật sẽ bật đồng thời hai nút. Ở đây là bảng hiển thị nhiệt độ. Mọi người có thể set được nhiệt độ tùy vào cái hộp thực phẩm cũng như là cái chất liệu của cái màng bọc mà mình nói với các bạn. Đầu tiên là mọi người sẽ bấm vào khởi động này, mình sẽ set này và mình sẽ điều chỉnh nhiệt độ lên xuống này. Ở đây nó sẽ hiển thị nhá. Thì khi mà các bạn cắm điện lên thì cái phần này nó rất là dễ dàng. Với sản phẩm máy dập miệng hộp VM2021 thì mình có thể sử dụng các cái màng với các cái chất liệu khác nhau, chất liệu PV, PE, PPV. Một sản phẩm mà được đông đảo mọi người lựa chọn trong các cái căng tin, trong các cái siêu thị hoặc là cơ sở chế biến thực phẩm. Mình có thể dập được các cái miệng hộp đóng gói thực phẩm hoặc là đồ ăn nhanh hoặc là những cái thực phẩm tươi sống để chế biến thì mình đều có thể sử dụng cái chiếc máy này. Ngoài kích thước 14x20 thì bên mình còn cung cấp cho các bạn những cái khuôn có kích thước khác. Khi mà các bạn mua máy thì các bạn có thể liên hệ với các kinh doanh của bên mình để các bạn để tư vấn cho mọi người, để mọi người lựa chọn cái miệng hộp nó phù hợp so với nhu cầu của mọi người ạ. Một sản phẩm cực kỳ là hữu ích và ứng dụng cực kỳ là cao, giúp thực phẩm của chúng ta, những sản phẩm của chúng ta đóng gói sẽ trở nên nhìn nó sẽ sang hơn, sạch sẽ hơn và đảm bảo vệ sinh hơn. Thì chiếc máy này giải đáp được cái nhu cầu của chúng ta. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như mua máy thì quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline 024-38-38-3456 hoặc là truy cập vào website maimocviet.vn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chào tạm biệt.